Kinh Kim Cang nói tam tâm bất khả đắc, ý nghĩa đó rất thâm sâu. Tâm quá khứ bất khả đắc, quá khứ đã qua rồi, không thể tìm lại được nữa. Tâm hiện tại bất khả đắc, nói hiện tại đã thành quá khứ rồi, tâm vị lai còn ở vị lai vẫn chưa đến. Những điều này đều nói về thời gian. Thời gian là một khái niệm. Chúng ta hiểu và biết ứng dụng nó. Quý vị sẽ không có tâm gấp gáp. Công phu của mình đến khi nào mới được thành tựu đây? Mình cầu giảng sanh, trong đời này có thể được giảng sanh chăng? Sau khi quý vị hiểu rõ về thời gian rồi, sẽ buông bỏ ý niệm có thể được giảng sanh hay không? Nguyện thứ 18 trong 48 nguyện của Đức Phật A-di-đà đã nói rất hay. Khi lâm mạng chung thời, niệm cuối cùng cầu sanh tịnh độ thì chắc chắn được giảng sanh. Chúng ta nên học cách nào đây? Xem niệm hiện tại đây coi như là niệm cuối cùng. Niệm niệm đều cầu giảng sanh như thế, đâu có lý chẳng giảng sanh. Những người niệm Phật được giảng sanh kia đều theo đạo lý này. Không nên chờ đợi, nghĩ rằng còn lâu lắm, trước mắt không cần gấp, đến khi lâm mạng chung hãy niệm. Như thế là sai lầm, phải ở ngay đây. Người thật sự biết dụng công, người thật sự thành tựu, nắm bắt ngay đây, không nên nghĩ đến quá khứ, cũng không nghĩ về tương lai. Như thế gọi là sống ngay đây.